Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng có ghi nhận một điều như vậy là gần đây thì vấn đề di dân trở thành một cái vấn đề lớn trong cộng đồng của chúng ta. Lý do là có một số người tị nạn trước kia đến Hoa Kỳ trước năm 1995 đã bị trả về Việt Nam vì những lý do tội hình sự. Và vấn đề di dân thì dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng rất là nhiều người lo khi mà đi ngoại quốc hay gì đó họ sợ họ trở về không được. Thì những cái lo ngại như vậy đó là ông đại sứ có thể cho biết thêm là cái vấn đề di dân đối với lại Tổng thống Donald Trump nó quan trọng như thế nào mà ông rất là quyết liệt. Vấn đề di dân là một trong những vấn đề lớn của ông Trump. Nhiều người chỉ trích ông về vấn đề đó. Người ta cho rằng thì là ông ấy có những cái khuynh hướng mà chống lại tất cả những người không phải là chính thống người Mỹ. Vì vậy cho nên ông chống lại tất cả những cái người trong số những người ở Nam Mỹ mà muốn vào sống ở nước Mỹ. Thành thử ra thì là ông ấy đã chủ trương chống những người ở Nam Mỹ tới, mà đồng thời ông ấy còn nghĩ tới việc chủ trương cấm những người của những cái khối ở Trung Đông là những cái người mà Ả Rập. Thành thử ra cái vấn đề mà di dân, chủ trương di dân của ông Trump là một cái vấn đề lớn đối với ông ấy. Ông ấy cố gắng để mà ông ấy tìm cách bằng những cái gọi là những cái nghị quyết của hành pháp mà ông đem ra ông sử dụng. Nhiều người cho rằng thì là không mấy hợp pháp nhưng mà ông ấy vẫn cố gắng ông tìm cách ông sử dụng những cái biện pháp mà gọi là người ta nói là của hành pháp nói nó executive order. Riêng về cái vấn đề mà gọi là những người Việt Nam từ trước đến nay đã sống ở Hoa Kỳ mà đã có một đời sống bình thường rồi, mặc dầu rằng trong quá khứ có khi cũng có một vài cái tiền án, thì không những người trong cộng đồng Việt Nam mà tất cả những người khác cũng cho rằng một khi mà người ta đã trở thành công dân của Hoa Kỳ mà mặc dầu nhiều khi người ta có thể phạm pháp mà người ta bị tù một năm hay vài năm, ngày nay họ đã trở lại những người công dân rất bình thường của Hoa Kỳ rồi, với đời sống hàng ngày, với gia đình, với công ăn việc làm rất là đều đặn. Thì đối với những người đó, chính phủ Hoa Kỳ không thể nào mà trở lại những cái lời hứa hoặc là những cái lời mà nghĩa là đàm phán phán quyết lúc trước được. Tại những cái vấn đề đó là một cái vấn đề hết sức quan hệ đối với một số người trong cộng đồng Việt Nam. Và vấn đề đó sẽ còn tiếp tục trong năm tới. Và chúng ta chưa biết rằng thì là ông Trump sẽ xử trí làm sao. Quyết định tiến tới bằng những cái gọi là những cái biện pháp của hành pháp, tức là executive order, hay là tìm cái sự mà gọi là giải quyết vấn đề qua những đạo luật thì hiện bây giờ chưa được rõ, mà chúng ta cũng phải trở lại cái vấn đề là sang năm tới cái Hạ viện không còn trong tay của Đảng Cộng Hòa nữa và sẽ ở trong tay của Đảng Dân Chủ, mà Đảng Dân Chủ thì có nhiều thiện cảm với những cái vấn đề mà di dân hơn là ông Trump. Và trong năm tới chúng ta sẽ có những cái cuộc mà nghĩa là tranh cãi rất hết sức gây cấn đối với vấn đề di dân nói chung và ngay cả đến cái vấn đề của những người Việt Nam mà hiện nay chúng ta cần phải để ý tới. Kính thưa ông, khi mà chúng ta nói vấn đề di dân, chúng ta nói tới những cái sắc dân sống trong một cái quốc gia đó, thì cái những cái khuynh hướng hoặc là chủ thuyết về dân túy với lại những cái chủ thuyết về quốc gia hoặc là những cái chủ thuyết về toàn cầu đó, nó có những cái sự khác biệt như thế nào và có phải nó ảnh hưởng ít nhiều tới cái quan niệm về di dân của ông Trump hay không vậy thưa ông? Thì nếu mà anh nói tới vấn đề đó thì lại trở về đến vấn đề rất là rộng lớn
mà người ta dùng hai chữ bằng tiếng Anh, tức là globalism và populism. Người ta thấy rằng thì là ông ấy thì có thể nói rằng ông ấy chống lại cái chủ trương globalism mà chúng ta gọi là cái chủ trương toàn cầu hóa. Vấn đề gì cũng phải liên hệ từ nước này tới nước khác. Ông bảo không, tôi là người Mỹ và tôi để America first. Thành thử ra những cái chuyện liên hệ với những các nước khác trong những cái vấn đề di dân hay trong những vấn đề thương mại mậu dịch, ông ấy đều mà từ chối hết cả những cái sự liên hệ đó. Thành thử ra rằng thì là người ta phải nghĩ tới cái gọi là, nếu anh dùng chữ chủ thuyết thì cũng hơi nặng, nhưng mà dùng tới cái khuynh hướng của Trump chống lại tất cả những cái vấn đề mà gọi là toàn cầu hóa, mà ngược lại chủ trương một cái khuynh hướng mà như anh vẫn thường nói là dân túy. Thì cái đó không phải chỉ riêng của ông Tâm, mà chúng ta thấy rằng ở Âu Châu cũng có những cái chủ trương như vậy. Nào chúng ta thấy rằng ở Hung Gia Lợi, chúng ta thấy rằng ở nước Áo, chúng ta thấy ở Ba Lan, tất cả những một vài nước ở Âu Châu cũng đi theo cái con đường, tức là cái con đường dân túy đó mà nói, mà chống lại cái chủ trương gọi là cái chủ trương toàn cầu hóa. Nếu mà chúng ta nói rằng trong 2 năm vừa qua, nước Mỹ đã đi qua một cái thời kỳ hết sức khó khăn, trước hết về vấn đề nội bộ, chia rẽ và chỉ trích, có thể nói rằng thì là nhiều khi nặng lời, như ông Trump, ông ấy chỉ trích giới truyền thông mà ông ấy gọi là fake news chẳng hạn. Thì tất cả những cái gọi là những cái lời chỉ trích đó một cách quá đáng đã gây lên cái bầu chia rẽ ở trong nước Mỹ. Và chúng ta thấy rằng cái vấn đề đó, cái thái độ đó của ông có ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề mà làm sao giải quyết được một số những vấn đề trong xã hội Hoa Kỳ như anh vừa mới nêu lên. Globalism hay là populism thì tùy theo cái định nghĩa rộng lớn hay hạn hẹp của nó, người ta cũng đã thấy cái ảnh hưởng đối với đời sống của người dân qua những cái thái độ hàng ngày của chính quyền Trump. Và người ta mong rằng thì là ông Trump sẽ bớt quá khích trong những cái vấn đề đó và nên nghĩ tới cái vấn đề mà có thể nói đời sống an lành của người dân, mà tránh những cái gọi là những cái quyết định đi quá xa trong cái vấn đề mà nghĩa là giải quyết những vấn đề dân sinh. Yeah, xin được cảm ơn ông. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng vì lý do thời lượng. Chúng tôi sẽ trở lại quý vị vào ngày mai. Đặc biệt, chúng tôi sẽ bàn một số vấn đề có liên quan tới vấn đề ngoại giao của Hoa Kỳ và sức mạnh về quân sự của Hoa Kỳ, cũng giống như một số vấn đề có liên quan tới vấn đề Biển Đông.